Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với lại kênh của Thảo ha. Thì hôm nay là một buổi sáng, bây giờ đang là 7 giờ 7 phút của ngày 28 tháng 1 năm 2021. Sáng nay thì sáng sớm Thảo đang có ý định đi dạo vườn bonsai để thăm cây và cũng như là mình đồng thời thì mình sẵn tiện thì mình quay phim lại để kỷ niệm cái ngày này thôi. Thì cùng nhau đi dạo ha các bạn ha. Sau lưng mình là vườn bonsai. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi dạo một vòng nha. Ngay đây đang là khu vực mình để tùng lá hán. Thì khu này là mình đang lô cây này là lô cây đang dưỡng đó các bạn, đang nuôi ha. Tàn bông mịn hết rồi ha. Đợt này cũng là đang đợt tùng bung đọt á, rất là đẹp buổi sáng. Cây rất là già nha các bạn, siêu già luôn nha. Kích thước cây này các bạn thấy không? Hiện tại là cái này á, là mình đang ủ vì cái mùa này ở ở Củ Chi á, rất là nắng cho nên là mình ủ để giữ nhiệt cho cây nha các bạn. Phía trước này vừa mới lướt qua đó là một cây cần thăng ha. Đó. Có mấy cây cần thăng. Mấy cái cần thăng nó lên già cốm hết rồi. Cần thăng thì mình cây của vườn mình nó cũng khá lâu rồi cho nên là cây già thôi, không có cây mới, không có cây non. Ở đây mình đang có một cây tùng này. Cái này nó không phải tùng lá hán. Này thì tùng này mình cũng chưa biết tên là tùng gì nữa. Cái lá nó có độ dày hơn. Bạn nào có biết thì cho mình xin cái tên nha. Dạng cần thăng bữa nay đi. Đang lên đọt nè. Đây đang bung đọt nè. Cái màu đỏ của cái lá này là lá non đó các bạn. Thảo xin đọc qua cái địa chỉ vườn của mình nếu như bạn nào có nhu cầu muốn lên tham quan cây, trao đổi giao lưu ha các bạn. Vườn của Thảo ở số 13 đường Cây Gia, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Cây Gia thì bây giờ họ đổi tên lại là đường 89. Cho nên là nhưng mà nếu mà các bạn search Google thì đường Cây Gia nó vẫn hiện lên. Còn cái bảng tên ở ngoài thì bây giờ nó đang là đường 89. Đây mình có một cái lô nó nhỏ hơn một tí. Đó. Ở khu này. Kích thước nhỏ hơn ha. Mình đưa lên cao các bạn nhìn thấy là để các bạn xem qua cái quy mô của vườn mình ha. Hoặc các bạn có thể, nếu các bạn nghe cái địa chỉ không kịp thì các bạn liên hệ với Thảo qua cái số điện thoại Thảo để ngay trên màn hình này. Đó là 0936 066 447. Bên mình thì chuyên sản xuất về các loại tùng bonsai, tùng lá hán bonsai. Thì phần lớn là mình có tùng lá hán số lượng ít hơn một tí, đó là tùng Đài Loan. Và ít hơn một tí nữa thì mình có một loại rất đặc sắc, đó là cái tùng kim cương. Lô này là lô nhỏ hơn và vừa mới được lọc cành. Thì cây nó đang bung đọt để đón Tết nè các bạn. Hôm nay là ngày 17 âm lịch, 17 tháng Chạp. Thì chỉ khoảng độ tuần lễ nữa là mấy cái đọt đó nó sẽ lên cao hơn và nhìn thấy cái cây nó xanh, nó đẹp hơn ha các bạn. Đó. Bên này mình có lô nhỏ hơn chút nè.
cái hàng này đang trống trống là mình vừa mới bán cho khách đó các bạn. Rồi. Đó, nó đang bung nè. Ở phía bên đó là đang là cái tùng ngọc bích. Quay gần các bạn xem thử tùng này xem các bạn có biết qua cái tùng này chưa ha. Đó, đây là cái tùng ngọc bích đó các bạn. À, đọt non cái tùng ngọc bích nè. Này, nó như vậy. À, cây này nó có cái mắt lá và cái lá kích thước rất là nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với tùng lá hán. Cho nên là cây này mà đưa lên làm bonsai tàn rừng á thì rất là đẹp ha các bạn ha. Đó, cây này là cây trái nè, hiện tại đây đang có trái nè các bạn. Đó. Thì chắc Thảo xin phép dừng video ở đây, nếu như mà chúng ta có duyên có thể là sẽ có cơ hội để mà giao lưu gặp gỡ. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video đến phút này. Và xin chúc các bạn có một cái buổi sáng thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình của mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ạ.